kế tiếp mà luôn, giờ ruộng luôn, về luôn, trầu dính con rắn nó chết luôn, chạp bá lửa luôn, ôi con rắn nước đồng chành bành luôn, khá là im luôn. Đầu cái video thì cũng cho Tùng xin mến chúc quý ông bà, cô bác, anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Hôm nay thì Tùng tiếp tục lại đi thăm mấy cái loài cá cả nhà, đi cuốn về luôn để đi mấy cái điểm khác để đặt nha. Thì hôm nay thì Tùng cuốn 15 cái loài cá đặt ở cái chung cư này nè cả nhà. Đây, nó quay cho cả nhà xem nha. Đây, 15 cái loài cá đặt ở trên cái mảnh đất của chung cư này. Thì bây giờ thì Tùng cũng xin mời quý ông bà, cô bác, anh chị em gần xa đi thăm loài cá với Tùng nha. Trên đó thì người ta nuôi bò đó cả nhà. Sáng sớm đi thăm và ruộng loài cá về. Hy vọng hôm nay thì có dính được cá lóc, cá vô, cái gì đó thì quay cho quý ông bà, cô bác, anh chị em gần xa cùng xem nha. Thì quý ông bà, cô bác gần xa xem thấy video hay thì ủng hộ cho Tùng. Cho Tùng xin một đăng ký để có lượt tương tác cả nhà. Rồi, bây giờ đi thôi, cò đầu lúc dưới kia nè. Sáng cái mơ này cò nhiều quá ta. Rồi, bây giờ thì vô thăm cái đầu tiên luôn, thử coi có may mắn không không nha. Cái này đây, hôm qua thì Tùng mới giờ ra đây đặt ở cái điểm này. Không biết có cá hay không đây. Dở lên con cá lóc bành sậu cái là quá đã luôn nha. Còn không có là im du luôn, rồi im du rồi. Thấy trước mắt là im du luôn cả nhà. Rồi, con cá vô cũng còn nguyên si. Rồi, bây giờ thì Tùng ra ruộng luôn. Ốc, quá trời ốc. Hai con cá sặc. Rồi. Rồi, thăm cá kế tiếp luôn. Giờ ruộng luôn, về luôn. Trời, dính con rắn nó chết luôn, chạp bá lửa luôn. Ôi con rắn. Con rắn nước đồng chành bành luôn. Khá là im luôn. Con này nó vô hôm nước ngập quá, nó chịu không nổi, nó chết cả nha. Hết thòn không? Rồi, đi lên đây. Còn chành bành luôn con. Rắn này chắc cỡ 6 lạng trở lên. Quá là im nha. Rồi, tiếp tục. Khá ngon. Ngon lành canh đào. Rồi, đi tiếp. Là đại thông còn sẽ thăm tiếp để bắt nó ra luôn cả nhà. Tùng còn dưới đây một cái nữa, ruộng luôn. Để vài bữa nước nó hạ xuống, Tùng sẽ đi điểm mới để đặt nha. Rồi, cái này thì chống quét nó quơ luôn cả nhà. Cái này nó không chạy, khá là im. Rồi, bây giờ thì bắt rắn ra luôn. Đây, con rắn này khá là bự nha cả nhà. Mập lúc luôn. Mới hồi hôm mới vô, mới chết hồi hôm cứng ngắt. Còn cứng đơ luôn nha. Hai con rắn này chành bành. Bỏ vô. Đó. Chắc vô ăn cá. Ừ, vô ăn cá vô rồi nè. Rồi, bây giờ thì Tùng sẽ đi tiếp cả nhà. Máy hơi mờ cái ta. Thăm và ruộng những cái là cá này về luôn các bạn. Hy vọng thành quả hôm nay thì ở đây sao đây? Còn cá không? Trời, có một con cá cả nhà. Nói chung là con cá lóc. Con cá lóc một. Còn một xíu nhìn bự không? Còn cá nhỏ xíu. Thăm mấy cái này xong rồi về cái giặt sạch sẽ lại để cái nước hạ xuống, Tùng sẽ đi đặt chỗ khác nha.
cầm đây, cầm tay nha. À, giờ thì Tùng xuống đây thăm thiếp cái nữa lên luôn. Cái này thì sao đây, có nước nhít gì không? Nước dông quá, ngập lờ quá, cá nó cũng chết rồi cả nhà. Trời, cá lóc chết luôn ha, chịu không nổi, chết luôn cả nhà, cá chết cứng đơ luôn, lóc chết luôn. Rồi tiếp tục cả nhà. Rồi đến cái kế tiếp luôn. Bữa nay là ruộng hết cái khu vực đặc lợp ở khu dân cư này luôn. Rồi chống lấu ác luôn, không có nha. Cái này thua thất bại cả nhà. Cầm được không? Rồi, đến cái kế tiếp luôn cả nhà. Kém kém xuống đặt lại mới có, chứ dòng quá nó đi lả chả nên nó không có vô nha. Cá này hôm nay thì sao? Thấy có cá sặc chết nè, không có còn gì không? Rồi, con cá vô, con cá sặc chết luôn. Rồi. Rồi, tiếp tục. Này nước quá dông luôn rồi cả nhà, nước này lũ lụt luôn. Miền Trung bây giờ thì nước ngập dân tràn cả đầy nhóc, giờ miền Nam cũng là lũ lụt luôn. Rồi, hai con cá vô, cá này nó hết chạy luôn rồi. Nước dông quá nó đi lả chả nên không có gom lại cho nên. Rồi, hai con cá vô nha. Hôm qua thì nước nó không có ngập, này nước nó ngập lên cả 5-6 tấc nước nên cá nó không có chạy cả nhà. Giờ thì dở về để cho nó xuống mấy cái con kinh nè, đường mương á, nên đặt có cá nó chạy, còn giờ nước quá dông. Tại vì bên khu của Tùng thì nó không có đồng ao tù đó cả nhà, nên nước nó cứ vô ra vậy, đặt khó dính hơn bên chỗ anh đặt Nguyễn Cần Giờ nha. Bên đặt anh đặt Nguyễn Cần Giờ đặt thì ngon hơn. Ồ, đây này chạy được con cá lóc với con cá ruồng nữa nha. Đây, cũng khá yên nha. Rồi, tiếp luôn. Được con cá lóc, con cá rô cũng là khá là yên. Giờ thì đi thăm và cuốn về cả nhà. Chờ qua cái nước càng cạn cái mà Tùng sẽ thả trở lại và đặt lại kiếm cá lóc nha. Đây còn cái nè, đặt trong cái lùm này. Có hôm nay có chạy hay không đây. Này cũng khá là im đó nha. Rồi bữa nay thua luôn, bữa nay nước nó dông quá nó nổi luôn rồi cả nhà, dính được có 4-5 con cá rô gì. Cái này đặt ngày 2 bữa có hay không đây. Trùng ngon cái rồi mấy anh. Cái du không nhít giáo, không thấy tung. Đường nước này quá yên ngay cái bọng luôn, không có cả nhà. Không có một con luôn trời. Đúng rồi. Không cá, không có cá là nó không chạy ngay cả nhà. Chứ chừng. Có vớt cái nào không mày? Hả? Cô có vớt không? À, tiếp tục cuộc hành trình cái này. Lúc mấy cái lợn nó về là thất bại. Nó quá dông. Nước dòng này nhóc cá nó không chạy luôn cả nhà. À, nhà xuống đây thăm cái này nữa, cuốn luôn, cuốn hết về.
cái nè, nay không có gì, có mớ ốc cũng con cua đồng. Thua. Mớ ốc con cua đồng. Có vớt cái nào không đó? Đây, bây giờ thì về cả nhà ơi. Cuốn là cá đồ về hết. Về sẽ quay thành quả hôm nay dính được cái gì cho cả nhà cùng xem nha. Cá rô, cá lóc, vắng cái gì đó thì lát về tới nhà Tùng sẽ đổ ra và quay cho cả nhà cùng xem. Nói chung ra thì hôm nay nước nó lớn quá nên cá nó không có chạy cả nhà. Thua. Cái này đặt dễ ăn nhưng mà nó cũng khó ăn lắm cả nhà. Không dễ gì đâu. Thôi giờ đi về đi thì Tùng sẽ đổ ra quay thành quả cho cả nhà cùng xem nha. 16 cái là mà dính không đủ sống cả nhà. Trừ khi vô những cái đầm cái gì á thì đặt nó mới có nhiều, chứ còn như đặt thiên nhiên như Tùng là thua cái này. Không có cá tôm gì nữa. Rồi bây giờ thì về thôi. Đi đây. Đó. Luôn vẫn. Đây, hôm nay thì thành quả của Tùng được nhiêu đây? Giờ Tùng sẽ cho luôn nha. Cho ông Nhạc luôn. Để ông mặn ông ăn nha cả nhà. Ai da. Còn vô cái gì nữa. Cái con rắn này chà bá lệnh. Đây, cho Tùng xin kết thúc cái video nha, hẹn cả nhà cái video tiếp theo. Cả nhà xem kênh thứ hai và ủng hộ cho Tùng nha.